Đây coi cả đây cái ngõ này, mai ông bà chết thì không biết được khiêng kiểu gì ra đây. Nếu không làm nhà không ấy là không không, chết cũng không không được chỗ khiêng ra. Cái này để ghi hết tự ai đấy người đi tập đấy cảnh nhà ông bà đó, đó. Đó. Bà bà đó. Ra thì con tới Tết nhất đến nơi rồi. Vâng. Nhưng vừa mới về lúc trưa. Vâng. Bảo mang chút quà Tết cũng thiếu ông bà để ăn Tết. Đấy. Bà bật ra cái điện đi cả. Bà bật hộ cái điện lên tí cho anh. Có bóng trong nhà không? Đây có chút chút dầu ăn này. Dạ vâng. Đấy. Cái này là giò, giò cả ba loại giò. Vâng. Nếu mà ít xong rồi đấy, đây bánh bánh trưng để bà ông bà thờ Tết. Cái bánh dài này là để thưởng thức bánh ở Bắc Giang đây. Vâng. Bà ấy con mua mì chín rồi miến cuốn. Rồi bánh kẹo hướng dương các thứ để bà Tết đầy đủ nhé bà nhé. Bà không phải mua gì nữa. Mới đây này có mấy cân gạo ngon nữa này bà này. Đấy. Đây con xách cái đấy rồi đấy. Với lại con mua cho bà cam dầu rửa bát là bà dùng cái này cũng phải được mấy tháng ấy. Vâng. Nên mua cho bà túi xà phòng nữa. Vâng. Và mấy cân xà phòng thế là bà cứ ông bà cứ dùng cách năm thì cái này là không phải mua. Vâng. Vâng. Cảm ơn bà hai bác với lại bà ở đây là tiền nữa cái này là công ty là mừng tuổi ông bà. Vâng. Để ông bà mừng khỏe. Vâng. Xin hai bác với lại các bác ở trên ông cơ quan chú này là con nuôi con nuôi đấy nhưng mà là chú là mất mười mấy năm thì chứ nhỉ? 20 năm đúng không? Vâng. Tức là những năm 8 cưới là mới cưới vợ ông bà cưới vợ cho nó là 90 à? Chả vẫn cưới được 3 năm rồi. Đấy thì là cái nó đẻ đứa con rồi lên ông bà trên nhà con rồi đỡ đầu quặt quẹo ấy. Năm nay thì nó đi học nó bên kia bà ngoại nó học ra trường chưa không biết? Chưa, cháu 2 năm nữa. À thế à? Vâng. 2 năm nữa mới ra trường à? Vâng. Hoàn cảnh ông bà đây là rất là khó khăn. Okay. Đấy, trước đây nhỉ, ông đi thanh niên xung phong đúng không? Vâng. Thế xong rồi đi hai cả hai ông bà đi làm mỏ than đấy nhỉ? Vâng. Thế sức khỏe yếu thế là người ta thải về, người ta cũng trả cho chế độ gì cả. Vâng. Thế mới khổ, nhà cửa thì đấy như thế này. Vâng. Cũng báo cáo với ông bà là tới đây là vợ chồng con. Vâng. Thế cũng có ý định là sẽ quyên góp bạn bè anh em. Vâng. Thế rồi cũng hôm trước là cũng báo cáo với chính quyền địa phương rồi. Vâng. Chúng tôi sẽ làm cái việc đấy để gây dựng cái quỹ từ thiện. Vâng. Ông đứng vào đây với con với ông bà. Vâng. Đấy cho ông thôi bác quay đây quay đây đâu rồi đưa ông chống gậy đấy. Thế xong rồi về đấy cũng chả có chế độ gì về. Ở đình cũng trong đình cũng được hơn chục năm nhỉ? 20 năm. 20 năm. 20 năm bác. Tôi thì lúc bây giờ còn khỏe mạnh trong đình thì bà con ra lễ lạc thì còn ngâm độc thì bây giờ lại tai biến mạch máu não rồi đây cũng là mất 4 năm rồi chứ nhỉ? 3 năm. 3 năm nhỉ? 4 năm đấy. 2 là 4 năm đấy bác ạ. Thế thì bây giờ nhà cửa thế này ở ông bà thấy hoàn cảnh thương cảm lắm. Thì tới đây chúng con đang cùng với vợ chồng với anh em bạn bè với cũng báo cáo chính quyền địa phương để huy động thêm bà con lối xóm nữa. Vâng. Thế thì để mỗi người quyên góp gọi là phúc. Vâng. Đấy ủng hộ một chút. Vâng. Chút ít để xây cho ông bà cái ngôi nhà tình nghĩa. Vâng. Cái ngôi nhà. Thế thì sau này báo cáo chính quyền địa phương. Vâng. Người ta cũng hỗ trợ phần nào nhưng trước mắt nếu là được. Vâng. Thì con với các anh ở địa phương này sẽ tiến hành là làm trong nhà cho ông bà ngôi nhà. Vâng. Thôi thì nó trả được to thì nó cũng gọi là vâng. Tương tất tí để ông bà ở cuối đời. Vâng. Cái này là thấy khổ quá. Vâng. Vâng.
Thế thì là cũng xin báo cáo với lại tất cả mọi người. Vâng. Để hôm nay đến tại gia đình ông bà ông Thanh. Vâng. Ở xóm Mùng Vương. Vâng. Cát Tàng Yên Tiến, Ý Yên Nam Định. Vâng. Thì trường cũng có ý định là cũng vừa trình bày với ông bà rồi. Vâng. Thì tới đây mà anh em bạn bè và các vị hảo tâm. Vâng. Ở trên cái địa phương này và bạn bè của truyền, của vợ chồng truyền ở trên khắp cả nước này, nếu như hôm nay nếu biết được cái thông tin này, nếu mà nhón tay làm phúc để ủng hộ cho ông bà, để tôi cùng với lại chính quyền địa phương sẽ xây cho ông bà cái ngôi nhà tình nghĩa. Vâng. Thế thì trước mắt là nếu mọi người nếu quan tâm ủng hộ thì nếu như chuyển tiền thì xin chuyển về cái tài khoản của tôi đây. Vâng. Thế còn lại là đây có số tên tôi thì số tài khoản đấy rồi. Vâng. Thế mới lại nếu như bà con nắm giềng mà ở gần đây mà có ủng hộ cho ông bà bằng tiền mặt thì xin là tôi cũng mở một quyển sổ như thế này và sau này ủy quyền là nhờ ông Trương Đức Lịch. Vâng. Và mặt trận địa phương đây có là thu giúp. Vâng. Đấy là đây tôi cũng đã mở quyển sổ là có bố trí đấy, người ủng hộ này, địa tên người ủng hộ, địa chỉ này, ủng hộ số tiền này, thế và người người nộp rồi người nhận tiền hộ là như khởi đầu là tôi rồi mới một số anh em. Xã hội.
gửi tới toàn thể các quý vị đại biểu khách quý, quý bà con nhân dân đang có mặt tại đây với một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể các quý vị khách quý, ngày hôm nay thì hộ gia đình ông Đinh Huy Thanh đã được hân hạnh chào đón sự trở về để cùng chung vui và chúc mừng của toàn thể các quý vị đại biểu các cấp cũng như quý vị khách quý và quý bà con nhân dân đã cùng trở về để cùng chia sẻ những lời chúc mừng, những lời chúc phúc sức khỏe dành tặng cho hộ gia đình của ông Đinh Huy Thanh. Và đó chính là một niềm vinh hạnh rất lớn mà ngày hôm nay gia đình của ông Đinh Huy Thanh đang được đón nhận. Và giờ phút này xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của toàn thể các quý vị khách quý sẽ cùng nhanh chóng trở vào phía bên trong khán phòng cùng với gia đình chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay để cùng uống nước, cùng mời trầu và cùng chia sẻ cũng như chúc mừng sức khỏe dành tặng cho gia đình ông Đinh Huy Thanh và dành tặng trong chương trình lễ bàn giao nhà đại đoàn kết năm 2022. Và giờ phút này, trước khi bước vào chương trình chính của buổi lễ khánh thành buổi chiều ngày hôm nay, cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được gửi tới toàn thể các quý vị với những ca khúc, với những giai điệu ca ngợi về quê hương đất nước, xin được gửi tới toàn thể các quý vị thay cho một lời chào mừng, một lời cảm ơn trân trọng nhất. Và sau phút này đây, chương trình ca nhạc chúc mừng cho buổi lễ khánh thành bàn giao nhà đại đoàn kết năm 2022, hộ gia đình ông Đinh Huy Thanh xin phép được chính thức bắt đầu. Một trào tay thật nồng nhiệt từ phía toàn thể quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quê hương hoa trên trên mỏ cho con trèo hai mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về sớm hương vàng bay, quê hương là con diều phía tuổi thơ con tháng trên đường, quê hương là con đò nhỏ em để con Quê.
Ngày vì người nghèo do Ủy ban Mặt trận Trung ương Tổ quốc Việt Nam phát động, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và Ban vận động Quỹ người nghèo huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Y Yên triển khai chương trình hỗ trợ xây mới nhà đại đoàn kết cho các gia đình thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở không an toàn trên địa bàn toàn huyện năm 2022. Căn cứ công văn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Y Yên và việc thông báo hỗ trợ xây dựng mới nhà đại đoàn kết năm 2022 đối với xã Yên Tiến là một hộ với trị giá là 40 triệu đồng. Sau khi báo cáo, Thường trực Đảng ủy xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Tiến đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Yên Tiến khảo sát và thống nhất chọn gia đình ông Đinh Huy Thanh là hộ nghèo cô đơn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở cư trú tại xóm Hùng Vương. Cho một tràng pháo tay để chúc mừng các vị đại biểu. Tiếp theo, về phía xóm Hùng Vương gồm có ông Đinh Khắc Thanh là bí thư trưởng ban công tác mặt trận và ông Trương Đức Lịch xóm trưởng cùng các ông bà cấp ủy chi bộ ban công tác mặt trận cơ sở. Ngoài ra còn có gia đình anh em họ hàng thực hiện hiện công văn số 119 ngày 25/2/2022 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Y Yên và kế hoạch số 52 ngày 15/2/2022 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Tiến về việc xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo năm 2022. Tối ngày 28/2/2022 tại nhà văn hóa số Hùng Vương, ban công tác mặt trận số Hùng Vương đã họp phân công công việc cho các đồng chí thành viên nhằm triển khai tuyên truyền vận động anh chị em con cháu dòng họ hai bên ông bà Thanh, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, các mạnh thường quân, các tín đồ Phật giáo chùa Đàm và toàn thể nhân dân xóm Hùng Vương chung tay chung sức chung lòng ủng hộ quỹ xây dựng nhà cho gia đình ông Đinh Huy Thanh. Ban công tác mặt trận xóm Hùng Vương thống nhất giao cho ông Trương Đức Lịch tiếp nhận cập nhật tiến độ huy động và tổ chức tiến hành xây dựng khi đủ điều kiện. Báo cáo thường xuyên với ban công tác mặt trận xóm và phát thanh trên hệ thống loa phóng thanh của xóm để nhân dân nắm được. Trong cả quá trình vận động, ban công tác mặt trận xóm Hùng Vương đã nhận được lòng hảo tâm mọi thành phần nêu trên. Ban công tác mặt trận xóm Hùng Vương xin báo cáo theo báo cáo tổng hợp của ông Trương Đức Lịch cụ thể là anh chị em con cháu dòng họ ông Thanh 16 triệu đồng, anh chị em con cháu dòng họ bà Thảo 64.500.000 đồng, cụ sư và tín đồ Phật giáo chùa Đàm 10 triệu đồng, nhân dân các doanh nghiệp mạnh thường quân 51.600.000 đồng, tổng 142.100.000. Hai, nguyên vật liệu ông Nguyễn Trọng Hạnh công ty trách nhiệm hữu hạn đúc đồng Yên Tiến ủng hộ toàn bộ phần mái 25 triệu đồng, cháu ông Thanh ủng hộ bộ cửa lớn, cửa sổ bằng gỗ trị giá 10 triệu đồng. Anh Đinh Văn Giám
3 thùng sơn tường trị giá 1.050.000 đồng, tổng 36.050.000. Ngày công 3 ngày công, công tháo dỡ, vận chuyển vật tư phế liệu làm mặt bằng trị giá 8 triệu đồng do ông Trương Đức Truyền tài trợ. Tổng mặt bằng 186.150.000 đồng. 23 phần chi vật liệu xây dựng nhà gồm nhà nhàn, gạch, cát, đá, xi, sắt, vân vân 58.433.000. Công xây dựng gồm công xây, công và vật tư đóng trần nhà, cửa bếp là 6.405.000 đồng. Và mái tôn cộng cửa, sơn, tường 36.400.000. Trang thiết bị nội thất 48.773.000. Năm tháo dỡ vận chuyển vật tư phế liệu, san gạt mặt bằng giá 8 triệu. Cân đối thu chi thu là 186.150.000 đồng, chi 211.661.000 đồng, còn âm 25.511.000 đồng. Tổ chức khánh thành, bốn la mã là tổ chức khánh thành: bông, giàn, bàn ghế, hoa, bánh kẹo, chè nước, quay phim, ca hát, dẫn chương trình. Toàn bộ phần chi này do ông Trương Đức Truyền tài trợ. Trân trọng kính mời. Ông chào anh. Anh đi rồi. Kính thưa bà Phạm Thị Quý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Yên Tiến. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã Yên Tiến. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể nhân dân xóm Hùng Vương. Kính thưa các cụ ông, cụ bà và nhân dân trong xóm Hùng Vương, trong những năm qua thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, do chính phủ và đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, các cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo phát động các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, cán bộ công chức viên chức, người lao động của luôn luôn quyên góp ủng hộ quỹ vì người nghèo từ nguồn quỹ này để giúp đỡ hỗ trợ các gia đình hộ nghèo có khó khăn về nhà ở để có điều kiện xây dựng nhà mới, có ngôi nhà khang trang, tránh mưa tránh nắng và phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. Đúng là ngôi nhà đại đoàn kết, có sự chung tay góp sức của nhà nước và của nhân dân trong thôn xóm và sự cố gắng của gia đình ông Đinh Huy Thanh. Tôi mong muốn rằng đây cũng là kỷ niệm của gia đình. Gia đình hãy tiếp tục giữ gìn và bảo quản để ngôi nhà luôn thoáng mát, sạch sẽ, thắm đượm tình người. Về dự lễ khánh thành bàn giao nhà đại đoàn kết hôm nay, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, tôi xin trao tặng số tiền 40 triệu đồng của Ban Vận động Quỹ Người Nghèo. Sau đây xin trân trọng kính mời gia đình nhận. Còn là chúng ta cho một tràng vỗ tay là chúc mừng quân thế là. Thay mặt cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân. Cảm ơn sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy chính quyền, Ban công tác Mặt trận phường Hùng Vương. Cảm ơn sự có mặt của các cụ ông, cụ bà, dòng họ, bà con trong xóm bày làng đã về dự lễ khánh thành hôm nay. Cuối cùng xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đồng chí Đinh Văn Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên. Kính thưa các đồng chí, thay mặt cho lãnh đạo,
thường trực Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Kính thưa toàn thể cấp ủy chính quyền, ban công tác mặt trận của thôn Hùng Vương, thưa toàn thể các cụ ông, cụ bà, thưa toàn thể các bác, các anh, các chị trong gia đình nội tộc họ của cụ ông Đinh Huy Thanh, thưa toàn thể bà con về dự với buổi lễ hôm nay. Hôm nay ban công tác mặt trận thôn Hùng Vương tổ chức lễ khánh thành nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Đinh Huy Thanh. Đây cũng là một niềm vui riêng của gia đình cũng như niềm vui chung đối với Mặt trận Tổ quốc của xã Yên Tiến. Thưa toàn thể các cụ ông cụ bà, với điều kiện tình hình của hiện nay, qua rà soát trên địa bàn xã Yên Tiến còn rất nhiều các hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở không đảm bảo trong mùa mưa bão, đặc biệt đối với những hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Gửi lời cảm ơn và trân trọng cảm ơn tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên, xin được kính chúc các đồng chí về dự với buổi lễ khánh thành hôm nay cũng như ban công tác mặt trận, các vị chính quyền, các công tác mặt trận thôn cùng toàn thể anh em cô dì chú bác của gia đình ông Đinh Huy Thanh có một sức khỏe, và chúc hai ông bà sức khỏe hạnh phúc. Xin được trân trọng cảm ơn. Kính thưa toàn thể các bác, các anh các chị, hôm nay thì về dự với buổi lễ khánh thành của nhà đại đoàn kết hôm nay, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo địa phương thì cũng có bó hoa và có chút quà xin ra được gửi tới và chúc mừng. Trọng giới thiệu các cái khối đoàn thể và các cái khối doanh nghiệp lên trao hoa và quà cho gia đình. Sau đây xin trân trọng giới thiệu Phạm Thị Hương, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Yên Tiến lên tặng hoa. Tôi xin trân trọng giới thiệu bà Đinh Thị Nga, Chủ tịch Hội Nông dân Tập thể xã Yên Tiến lên trao hoa cho gia đình. Sau đây trân trọng kính mời. Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu Mặt trận thôn Quyết Tiến. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, các ông bà mạnh thường quân, các doanh nghiệp, anh chị em, con cháu dòng họ hai bên ông bà Thanh. Để có được kết quả ngày hôm nay là cả quá trình tuyên truyền vận động liên tục sâu rộng của cả tập thể ban công tác mặt trận xóm Hùng Vương. Trong suốt quá trình đó, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, khích lệ động viên của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận của xã Yên Tiến. Đặc biệt, chúng tôi luôn nhận được tấm lòng thương cảm của mọi tầng lớp nhân dân, nhiều thành phần xã hội. Thay mặt tập thể ban công tác xóm Hùng Vương, tôi xin chân thành cảm ơn huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Yên, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Yên Tiến
vô cùng cảm ơn sự ủng hộ sẻ chia của anh chị em con cháu dòng họ hai bên ông bà thanh thờ, của các mạnh thường quân, của nhà chùa và tín đồ Phật giáo Phật đàn. Từ đáy lòng chúng tôi vô cùng cảm ơn sự quan tâm ủng hộ đóng góp xây dựng quỹ của nhân dân Sông Hùng Vương và nhân dân thôn Phật đàn. Từ nay ông bà thanh có được mái ấm tình thương, cuộc sống ông bà sẽ bớt đi những vất vả toan lo thường ngày, sẽ bớt đi những trăn trở toan tính khi bão gió mưa xa. Ban công tác mặt trận Sông Hùng Vương xin thành tâm cảm ơn, chúc các quý vị đại biểu, khách quý, chúc nhân dân Sông Hùng Vương, nhân dân thôn Cát Đỏ luôn mạnh khỏe, an khang, hạnh phúc. Chúc buổi lễ thành công. Vui phấn khởi mà các cấp, các ban ngành, đoàn thể cùng toàn bộ cán bộ và nhân dân trong xóm ngoài làng đã dành cho gia đình ông Đinh Như Thanh và bà Phạm Thị Thảo cùng anh em phòng ngõ của tôi một ngôi nhà đại đoàn kết mang đầy ý nghĩa sâu sắc, nhằm vớt đi những lo nghĩ khi bão gió trở về, được ấm lên khi gió mùa đông bắc. Trong niềm hạnh phúc này, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo huyện Y Yên, các đồng chí lãnh đạo xã Yên Tiến, các đồng chí trong ban lãnh đạo cơ sở Hùng Vương, ban mặt trận cơ sở và nhân dân cùng toàn thể các anh em trong họ nội họ ngoại đã chung tay đóng góp xây dựng. Đặc biệt tôi xin được trân trọng cảm ơn tới gia đình anh Trương Đức Truyền, người đã đồng lòng và khởi đầu cùng với cơ sở Hùng Vương, cùng ban lãnh đạo cơ sở sáng lập những ý tưởng xây dựng ngôi nhà tình nghĩa trong Đinh Nguyễn Thanh và bà Phạm Thị Thảo, cùng anh Nguyễn Trọng Anh và nhà chùa Cát Đặng đã bỏ nhiều công sức, không quản ngày công tiền bạc, cùng với nhân dân, ban mặt trận, cán bộ cơ sở xóm Hồng Vương xây dựng lên ngôi nhà tình nghĩa đầy ý nghĩa này. Một lần nữa tôi thay mặt cho gia đình ông Đinh Huy Thanh và bà Phạm Thị Thảo được gửi tới các quý vị đại biểu có mặt hôm nay cùng toàn thể các đồng chí trong ban lãnh đạo huyện, xã và cơ sở một lời kính chúc sức khỏe, một lời cảm ơn. Và cũng nhân đây tôi xin mong các cấp, các ban ngành nhân điển hình mở rộng nhiều hơn nữa để nhiều gia đình trong địa bàn xã Yên Tiến được có những ngôi nhà tình nghĩa, bớt đi những khó lo toan trong cuộc sống đối với những hộ gặp khó khăn. Cuối cùng, ngừng lời, tôi xin được cảm ơn các quý vị đại biểu có mặt tại đây, cảm ơn tất cả nhân dân cũng như các gia đình đã cùng lòng, đồng lòng cùng gia đình chúng tôi cũng như anh em chúng tôi được ngôi nhà đại đoàn kết này. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị. Kính thưa đại gia đình và toàn thể nhân dân, ủng hộ giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là một việc làm đầy nhân văn cao cả mà Đảng, Nhà nước thường xuyên kêu gọi vận động mọi người chung tay chung sức. Việc xây dựng nhà đại đoàn kết càng mang ý nghĩa to lớn thông qua xây dựng sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về truyền thống đại đoàn kết. Và tiếp theo chương trình của cái ngày hội hôm nay, xin kính mời các vị đại biểu ngồi tại gia đình nhà ông Đinh Huy Thanh cùng chung vui với gia đình. Bạc màu và vai áo em bạc thêm,
trên đồng, mưa sang lối nhỏ em về. Đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa, đất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương. Và vai áo ta bạc thêm nắng nghiêng trên đồng, xa xa lối nhỏ ai về. Đất mẹ ru lòng ta nỗi đau niềm thương, nắng vẫn vàng trên đồng và gió